Chào cả nhà đến với kênh Emily Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay gia đình em sẽ ăn cơm với lại món kho quẹt với lại bầu luộc nha cả nhà. Đây thì làm mỡ nè. Em nấu lên cho nó chảy mỡ mấy cái này cho nó ra hết nha cả nhà. Cho đến khi nào mà mỡ, cái nước mỡ nó ra cả nhà. Mày lát mà nước mỡ nó ra nó nhiều lắm đó nha. Tại đây làm mỡ nè. Đó, mình không có để dầu vô gì hết á, mình để tự nhiên vậy luôn. Mình khờ nó lấy chút xíu là nó ra nước mỡ nhiều lắm. Đó, mà bây giờ chất này thì thịt nó cũng muốn vàng rồi nha cả nhà. Đó, nó đang chảy mỡ quá trời luôn rồi nè. Đó, quá trời nhiều luôn. Đây nè, đấy, thịt của mình cũng vàng rồi nè, mà cũng còn mỡ nhiều quá. Mình muốn cho nó tan hết mỡ á. Tại mình không có ăn mỡ nhiều, cho mình để cho nó vàng chút xíu. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi vô mà cho nó vàng luôn nha. Để cho nó thơm á. Sau đó thì mình sẽ vàng, sau đó mình sẽ vớt cái này ra. Rồi mình lấy phi hành lên làm kho quẹt nha cả nhà. Chào cả nhà. Ở đây có bầu. Cái bầu. Cái bầu. Em nó lớn hơn. Em nó là sắp lớn hơn con. Nó sắp lớn. Bự quá cho bự không? Hả? Đây cái bầu này mình sẽ luộc ra rồi mình chấm kho quẹt nha cả nhà. Đó, cái bầu nó dài. Nó bự như vậy gần bằng con trai của mình luôn rồi. Ghê thiệt. Đây bắt đầu mình sẽ làm. Em đã thắn xong cái miếng mỡ rồi nè cả nhà, nó đã vàng rồi, một chén mỡ luôn rồi. Còn bên cái chảo nồi này thì mình sẽ phi hành lên nha. Đây thì mình đang phi hành tím nha cả nhà, mới bỏ vô thì cái dầu nó còn đổ nóng á, thì nó đang lên khói rất là nhiều luôn đó. Mình phi cho nó vàng chút xíu để cho nó thơm nó mới ngon. Em vớt hành phi ra rồi nè, bây giờ em để làm 10 muỗng nước mắm với lại 10 muỗng đường. Đó, em để lại em nấu lên cho nó tan ra nha cả nhà. Sau đó em để nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng súp á. Đây em quậy lên để cho nó tan lên. Rồi sau đó thì em sẽ khoảng nửa chén nước cho cả nhà. Đó, em để vô cùng, bây giờ em nấu lên. Em để đồ vô hết luôn, em nấu cho nó sệt lại thôi nha cả nhà. Đó, thành phần em kho quẹt là như vậy nè. Bây giờ em cho nó sôi lên rồi em để cái này vô nha. Thắng cho nó sệt lại nha cả nhà, nó mới ngon. Kho quẹt phải kẹo kẹo nó mới ngon. Đây em sẽ bỏ này vô luôn để cho nó thấm từ từ nha cả nhà. Rồi em để cho nó thấm chút xíu. Rồi em để hành phi vô luôn. Thì cái hành phi này hồi nãy em có phi cho nó thơm nè. Bây giờ em để cùng vô luôn để cho nó thơm. Nó thơm, nó thấm từ từ. Bây giờ để cho nó kẹo lại là được nha cả nhà. Sau đó em sẽ để ớt vô nè. Để thêm miếng ớt vô. Bầu mình đã làm được như đây nè. Bây giờ bắt đầu mình sẽ luộc nha cả nhà. Đó, này nó hơi già thì mình sẽ bỏ hột nó. Đây món bầu nè em luộc rồi nè. Đó, em có để một chút xíu muối với một chút xíu dầu á, để cho nó không có bị xìu cái màu, nó nét màu của nó cho nó đẹp cái màu cả nhà. Đấy. Còn bên đây là kho quẹt, em đã kho xong rồi nè, cái nồi kho quẹt xong rồi nè. Đó, rất là kẹo luôn, mình sẽ quậy cho cả nhà xem nha. Lúc nãy có nước nhiều lắm, bây giờ nó sệt rồi nè. Kẹo lại gì nè, mình để chút xíu, mình cũng vẫn còn để lửa nha. Để lửa chừng nào mà nó còn kẹo nữa, chút xíu nữa mới được. Sệt luôn. Đấy, bữa nay hôm nay em sẽ ăn có hai món thôi. Món này chỉ là món kho quẹt thôi. Luộc cho nó chín, nó mềm một chút xíu cái này nữa là được rồi. Làm xong rồi nha cả nhà. Giờ bắt đầu lên bàn ăn này nè. Dọn lên bàn hết rồi. Đây là món kho quẹt.
Đấy, tại vì em để trên lửa nó lâu quá cả nhà, cho nên nó màu nó hơi đen chút xíu. Đây thì kèm món bầu với lại cái nước bầu em luộc có cả nhà. Đó, em lấy nước ra làm canh luôn. Đây là có dĩa nho, nho này nho không có hạt có cả nhà. Thì ăn cơm sau đó xong thì gia đình em sẽ ăn nho. Đây, giờ bắt đầu sẽ ăn cơm. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm khâu gạt cùng gia đình mình nha. Cả nhà, bắt đầu đây là bầu ở nhà chồng. Chấm khâu gạt ăn cùng. Ừ. Đó. Thảo có mời cả nhà ăn cùng không con? Mời con mời cả nhà ăn cùng mình. Con mời cả nhà ăn cùng con. Sao đi không cần buộc tóc không? Cái này thì con mình gửi ha. Mặn nha con, vừa thôi nha, mặn á. Khô quẹt nè, cái thịt hả mẹ? Ừ. 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 Ủa sao lại nhiều quá mặn à? Nó con trộn. Sang rau vô được không? Dạ con biết. Ủa con khô quẹt sao có dĩa nhỏ ở đây bé? Nó để ăn lắm, ăn được xe. Không. Lâu lại à? Nó đâu ăn lại món thịt câu quẹt đó đúng không? Sẽ gợi gợi nhớ với Hương những ngày gian khổ, những ngày khổ ở Việt Nam. Mấy đứa nhỏ lại thích ăn câu quẹt nữa. Có bầu được Thảo, có bầu được không? Dạ. Ngon không? Dạ. Chấm vô còn chấm sốt đấy không? Ừ, rồi chấm rồi. Chỉ món kho quẹt với lại bầu là mấy đứa nhỏ lại ăn. Cá là nó không lại không muốn ăn. Cá thịt rồi không ăn. Kho quẹt mà ăn cơm ngon á. Hiếu con ăn cơm hả Hiếu? Ngon hả? Cơm sáng thì mẹ làm cho. Để muỗng múc không? Tại nó dính rồi. Đau quá. Bao lâu ăn lại món này. Ngon ha. Dạ. Đúng không? Đây có đậu bắp luôn không? Tại nhà cái bầu á, để người ta cho, tại mùa hè ở đây trồng bầu rất là nhiều cả nhà. Được còn mùa hè, mấy tháng mùa hè thôi. Con chém được rồi, con chém được không con? Nó chịu chém chém với mẹ. Bầu đây là không có thuốc, không có gì luôn nha. Chém với mẹ rồi dễ ăn. Bầu đi đây hả? Ăn cơm kho quẹt là ăn hết tô luôn, hết nồi rồi cơm luôn á. Biết hồi nãy em lấy nồi đá em kho bếp. Hả? Nãy lấy nồi đá kho quẹt. Tại mình sẽ biết điện mà. Để bước về đây xài. Bước dùm đi. Cho để em kho nồi. Cho trong nồi đá để luôn nấu món ăn để luôn. Ngon hả Ly ha? Ngon. Ăn cơm kho quẹt cũng ngon lắm. Thích mà. Lại miễn. Tống cũng khách lại miễn đi. Nó cũng khách lại cho ba để con robot nó chạy vô nó ồn. Hiếu à? Hiếu? 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 Đóng cửa còn con robot nó kêu ồn. Em bé không? Một chén. Ngon quá ha. Em muốn khỏi chấm á, khen để cái để đó vô trong chén khen luôn, khen múc khen chan nước luôn. Con múc qua vô sát chút xíu. Đừng nhiều quá nha, nó mặn với cơm á con. Dạ. Dĩa. Khen để lên. Đó. Đó, cho bốn. Nó to nhiều quá. Đủ rồi. Rồi. Cay không? Mấy đứa cay không? Dạ không. Dạ không. Mẹ cay hả? Mẹ có để ớt với tiêu vô kho quẹt á. Không đụng tốt với cay. Mẹ ăn canh. Nó không đủ ớt, không có cay. Xài ấy nha. Chả có tiêu á. Ở
ở đâu cũng có món này là ngon nhất rồi. Mấy đứa nhỏ là chịu ăn lắm. Không có gì mà phải rau các bạn. Được rồi, mình về Việt Nam cũng ăn cơm kho quẹt đúng không? Cũng gọi món kho quẹt đúng không? Chị mấy nhỏ cũng ăn. Hả? Mấy đứa nhỏ cũng ăn. Chỉ kho quẹt mà nó ăn à? Không dở quá. Thấu xin. Mình ăn gì tắt không? Mình đau thay quá à. Tắt gì? Cái gì nhiều. Viết nhiều quá gì? Bữa nay học viết nhiều quá hả? Viết là sao? Bây giờ để sao ông đi to đi. Viết thông tin ra. Ông Kim Minh đó. Không, trong học mình phải ghi mà. Ghi nhà nào? Nhưng mà ở nhà ghi, con ghi trên ọt như lá tơ không được hả? Không, mà phải viết tay của mình mới viết. Ở trong cái cây của mình đây là mua. Tại mấy đầu năm mấy đứa nhỏ vô học ở cả nhà. Mới ghi hơi nhiều. Đây luôn. Cho nên bây giờ thân đau tay. Để coi đau chung luôn. Tại thể thao mới đầu luôn. Không, chú đi xuống con làm có làm sport con có đau chung. Tại đầu năm đau chung this guy keep that down. Con bỏ vô giống như em đi vậy, bỏ vô chén xuống đi. Trong đây chén nước lên. Cho nó dễ khỏi nó rồi khỏi cục. Vừa nha, mặn nha. Một bữa cơm đơn giản nhưng mà ngon. Đậm chất quê hương. Ở Việt Nam mình chưa khổ là ăn của này nè, không phải có thịt đâu nha con. Muối thôi á. Muối để nước thôi con, chút xíu nước mắm thôi con. Ừ, đúng không con? Con lấy đũa ra cho mẹ làm. Cái khỉnh nó cay bây giờ. Cay đúng không? Mẹ nói có đụng đụng á. Nhiều ít lên đi. Cơm ít con. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn cơm kho quẹt vậy mà ăn ngon đó, ăn đi. Kho quẹt với bầu. Bầu ngọt nước quá trời. Ngon không? Dạ. Mày đi bếp cơm nữa không? Dạ. Trời, đã nhiều nước quá bây giờ. Giờ con để nước nhiều quá nó mặn rồi đúng không? Đây, mình mở ra nhiều lắm. Nhiều đây không? Dạ. Đúng rồi. À, đứa nào cũng ăn giỏi hết. Cơm của quẹt mà ăn giỏi đi. Rồi sáng tụi nó ăn cái gì? Rồi sáng trưa tụi nó ăn cái gì? Ăn cháo. Ăn cháo hả? Ừ. Sáng mình cho gì à? Ba ba được cái hết. Hiếu không có ăn hết. Hiếu là Hiếu bữa nay không ăn gì hết. Ăn gì? Hiếu ăn bánh con. Ăn bánh kẹp với jambon bông. Không. Không Hiếu ăn. Ăn hả? Không khác có ăn. Rồi ngày đi Việt Nam qua sao nó không đập biến cơm gì? Không. Biết. Nóng quá. Nóng đâu, bên đây mình nóng gì nữa. Nóng luôn. Là việc Việt Nam qua ăn đồ ăn nhiều quá qua đi ngán đó nè. Ăn cơm không quẹt mà ăn ngon rồi. Thử cơm thêm bếp cho. Cho tình cay nha con. Chiêu quá. Con uống canh. Rồi không, có cái canh nữa xong. Ừ, cơm nữa hả? Cái canh này là ớt kìa. Quy con chút xíu à. Nó bỏ vào đây. Sao vậy mình kết thúc video nha. Dạ. Chị gia đình em kết thúc video nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ gia đình em và hẹn cả nhà video tiếp theo ha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.